ăn bánh tô cơm. Hello các bạn nha. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi livestream của mình. Và mình là Mr. J Gray đấy các bạn à. Hồi nãy vừa mới bắt đầu buổi livestream này á, thì mình bắt đầu buổi livestream với một cái tâm thế rất là vui. Thì mình nghĩ là khả năng cao rất là nhiều anh em vào. Nhưng mà mình livestream được khoảng chừng 2 phút đồng hồ nha các bạn. Và mình xem cái bảng đọc chat, mình không thấy bạn nào bình luận hết. Cái mình nghĩ trong đầu là chết rồi, hình như có cái gì đó sai sai. Và đó chính xác là mình đã bấm nhầm livestream trên kênh JGrayVN các bạn. Mình mới vừa thấy trên kênh JGrayVN của mình mới thông báo mình livestream xong luôn các bạn ơi. Ngay bây giờ thì mình sẽ mở lại cái livestream đó cho các bạn coi. Ở đâu mất tiêu rồi, 2 phút trước nha các bạn nha. Ok các bạn à, để mình bấm vô mình livestream nhầm ở bên kênh này anh em. Ở bên kênh là JGrayVN ấy, mới vừa vô có quá trời bạn bấm like các kiểu đó các bạn. Ok các bạn rất là nhiều nha, mặc dù đó là một sự sai lầm các bạn ơi. Nhưng mà thôi kệ không sao, thì sai lầm mà cũng đã được sửa chữa nha các bạn nha. Ô có một bạn vô rồi, G không béo. Sao ai kêu em béo đâu, có ai kêu em bé đâu, đâu có béo đâu. Chào bạn Bảo Trần nha. Sao anh livestream hai kênh cùng một lúc vậy anh Jay hả? Ủa đâu có phải anh livestream hai kênh không vậy trời? Từ cho anh đợi anh xíu coi chừng nó bị lỗi nha, trách anh nha. Ok các bạn ơi, có vẻ kênh kia đã kết thúc rồi nha bạn. Kênh kia nãy mình livestream mà lộn, mọi người thông cảm mình nha. Trời lỡ tay. Lỡ tay xíu mà. Anh tên gì vậy để em chơi chung mà? Anh tên là Jay Gradolock nha. Hai anh em đẹp trai không anh nữa. Trời ơi, em đẹp trai lắm nha. Em này nhìn em giống mấy sad boy nha bạn. Ủa, sao anh Niên này cao vậy? Ủa, anh Niên này cao hơn mình luôn. Đúng là anh Niên này chắc là một lần ăn cơm là đố các bạn nha. Anh Niên này một lần ăn cơm là ăn mấy tô cơm các bạn. Anh Jay hôm nay anh chơi trò gì á? Anh hôm nay anh sẽ chơi trò Rainbow Friend nha bạn nha. Đấy, chơi cùng với các bạn fan hôm nay nè đó. Các bạn nào muốn anh Jay gánh team á để có thể win á thì các bạn hãy bình luận nha. Ôm anh Jay cái gì ôm anh? Cái gì minute? Ăn 2 tô cơm, bạn Di Phan bình luận. Bạn Diệp Nguyễn bình luận là ăn 5 tô cơm. Ăn 3 tô cơm. Ăn 1 tô cơm. Anh thật đẹp gái, bạn Bá Kiệt bình luận với em. Anh không có đẹp gái nha, anh đẹp trai nha, ok. Anh đẹp trai mà giỡn hoài. Anh làm vòng quay mắn về con Shadow đi. Con Shadow ở trong game gì em bình luận nhanh nha. Anh không mở zone rồi. Ủa anh mở zone cho mấy bạn này vô quá trời nè. Anh chơi Skibidi Toilet đi hả? Ok, để bố anh chơi nha bạn nha. Rồi, ngày hôm nay là chúng ta sẽ chơi Rainbow Friend nha các bạn. Thì khi nào mà đủ 15 người thì mình sẽ vô nha. Hiện tại là thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bạn rồi các bạn ơi. Đợi thêm khoảng chừng mấy bạn nữa ta. 8 là còn 7 bạn nữa nha các bạn. Ok. Là chơi trong tựa game đo đó anh hả? À là cái con trong đo hả? Ok, để muốn anh mời con Shadow trong đo nha. Ăn 2 triệu tô Jay là cái gì bạn Nguyễn Channel? Anh Jay mập quá, anh đâu có mập đâu. Wait a minute. Anh có biết bơi Quy Thành không anh nữa? Anh biết anh bơi Quy Thành nha. Anh ơi có tin vui là Five Nights at Freddy's Security Breach Run sẽ ra mắt vào tháng 7 đó anh, như coi anh. Để mốt anh sẽ chơi game đó nha bạn. Ok, 50 tô cơm á anh, em thấy còn hơi ít. Tại hàng ngày em ăn tới 200 tô cơm lẫn cái gì em ăn nhiều vậy bạn. Ăn quý bủ. Anh chỉ có ăn 3 tô cơm nha. Anh ăn 3 tô cơm. Xong. Mấy niên này cứ dụ mình nó ăn 3 tô cơm hoài. Mình ăn 1 tô cơm thôi. Lần ăn tô cơm mà đủ ăn gì ăn dữ vậy. Hôm nay có anh niên nào xù trong đây nữa không? Ok các bạn ơi, ngay bây giờ các bạn chơi mạng chat hãy bình luận giúp mình cái chữ là xù nha các bạn nha. Bởi vì bắt đầu buổi livestream của mình là chúng ta phải nói xù để cho buổi livestream chúng ta có phần may mắn nha các bạn. Thôi được rồi, giờ được 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 9 nè. Ok, giờ mình sẽ cùng vô luôn đi anh em ơi. Cũng nhiều rồi đó, chúng ta vô luôn đi. Vô anh em ơi, anh Jay anh gánh cho sợ gì mấy chú. Mấy chú sợ gì? Ok. Em ăn 3 tô cơm xong rồi. À vậy? Ăn quý bủ. Anh Jay ăn 9 tô cơm mà ăn gì nhiều dữ. 11 người nha các bạn nha. Ok, 11 người này mình thấy chơi cũng easy game này.
thì một người là mình xịt bít lên luôn á anh em ơi. Ê, có bạn mới vô kìa, vô lẹ em ơi, vô lẹ em ơi. Rồi xong vô không kịp luôn, xui luôn, ăn ba tô cơm luôn. Ăn ba tô cơm. Anh dây lòng tiếng cái đó hay thiệt cái chứ. Xíu. Rondo xíu. Ngay bây giờ các bạn đang xem buổi livestream này, nhớ lại cho mình nút like nha. Nhớ nha, coi video là anh em đã xem chùa rồi, bây giờ coi livestream mà anh em còn xem chùa nữa thì ui giời ơi, anh em phải ăn năm tô cơm mới được. Nhớ nha bạn, đừng xem chùa nha. Mà mấy bữa nay là kênh mình làm, dạo đây là kênh của mình rất rất là nhiều bạn fan mới đến luôn, nhưng mà toàn là xem chùa không à các bạn. Không biết xem chùa có tính là fan không nữa. Ok em ơi, thôi chúng ta skip đi. Cái này skip được rồi em ơi, này ai chả biết anh em. Skip đại đi em ơi, này chúng ta chả biết. Ồ mình đi đâu nữa bạn, mình là đại ca mấy ơi. Này con già rau sờm đây nè. Bữa giờ em xem chùa đó, bạn Thành Phước Phan. Trời ơi tên em mà tên Phan mà em không có fan hâm mộ bây giờ nhỉ. Em bấm like giùm anh có nhẹ chứ em xem chùa hơi ghê đấy. Em là chúa xem chùa này anh nữa gì hết, anh nhiều anh đi xem chùa ấy. Ơi các bạn đừng xem chùa nữa, hãy xem thiệt nữa nha. Ok bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vô trong tựa game Rainbow Fan rồi các bạn ơi. Let's go baby. Ngày hôm nay là anh Jay hứa là anh Jay sẽ gánh team các bạn win game này một cách dễ dàng nha men nha. Nè lấy đèn bỏ vô nè, easy game. Đấy, đơn giản lấy ba đèn quỷ, đèn ma này nhưng có gì đâu khó. Đúng không? Bỏ vô, đấy, chưa gì anh Jay bỏ được mấy cái đèn rồi các bạn. Cùng nhìn tiếp tục nào. Game này dễ chứ có gì đâu. Nhớ win nha anh. Em muốn anh win không? Muốn anh win bấm nút like liền. Muốn anh win bấm nút like liền nha, ok. Muốn anh win là phải bấm nút like nha. Rồi ok, để mình đi vô trong nhà bên đây coi. Ê mở, có vẻ mở nhạc khá là khó chơi nha. Không mấy mình tắt nhạc cái đi, cho dễ chơi. Ừ tắt nhạc đi cho nghe tiếng cho rõ bạn ơi. Chứ mở nhạc mình không nghe tiếng. Chơi này phải nghe tiếng các bạn à. Không có hồi ăn ba tô cơm. Ok. Ôi có một bạn nó bị bắt rồi. Rồi xui luôn, kiếp này coi như bỏ luôn. Trời ơi, gì kỳ vậy. Sao để bị bắt nhỉ? Trời ơi, bị bắt nhiều ăn ba tô cơm rồi. Ui ơi, thêm một bạn bị bắt nữa trời ơi. Mia Mi Biao nó bị bắt rồi kìa. Trời ơi, Mia Mi Biao ơi. Trời ơi, đúng là Mia Mi Biao mà. Trời ơi, Mia Mi Biao bị con Blue bắt rồi. Ui, Blue hả bạn ơi, Blue kìa. Nó kìa, thấy không, thấy nó không, thấy nó không. Nó trên đó đó. Để mình lên, chở anh em lên đây nghe. Đó, mở thùng ra, rồi di chuyển từ từ thôi. Nhẹ nhàng tình cảm đi thôi, ok, bỏ vô. Đấy, còn khoảng chừng 10 cái nữa nha bạn. Đấy, tầm tầm là 10 cái. U, cái đèn này đẹp dữ. Ok, anh em, mấy anh em kia thì tốt nhất thì cứ đi núp đi. Để anh Jay gánh cho. Anh Jay là cái trò này, anh Jay làm bá chủ thế giới các bạn à. Cho dù mình mới phá đảo có một lần thôi, mình khá là tự tin trong cái game này á. Bởi vì trước khi mình livestream là mình đã ăn bát cơm. Xin lỗi bạn, dạo gần đây mình hay coi trên TikTok nó hay ăn bát cơm, mình hay nhiễm bạn ơi. Ở bên đây là hết rồi nha bạn nha. Ok, đi tiếp nào, let's go. Jay và fan Messi live thành phố tội phạm không? Anh không có fan Messi, ok. Anh là fan Ronaldo. Ê đây đèn nè. Sao mà bắt được anh? Sao mà bắt được anh? Bắt hộ. Ê hình điên nào đang trong đây vậy? Ồ hình như chấm nó không biết bắt hả? Ê green. Ủa con green này nó khôn quá bạn ơi, nó mè mình kìa. Chạy lẹ đi em ơi. Ôi con green kìa, coi chừng chết nha. Anh em cẩn thận nha. Con green đứng ở đó sao mình đi được đây. Kệ đi luôn, nhưng chơi mà sợ gì. Ấy, nhưng chơi mà lại sợ gì con green đó. Trời ơi, các anh em hợp tác với anh Jay đi nào. Hiện tại là bây giờ chỉ mới có hai con là con blue với con green thôi nha các bạn. Không có. Ok, con green kìa. Để mình thấy có cái đèn ở đây. Ok.
Mình nghĩ là chỗ tiếp theo là ở trong chỗ của con purple nha bạn nha. Con màu tím nha. Con màu tím đâu, con màu tím đâu, con màu tím đâu, con màu tím đâu. Ui 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 ui, chạy 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 chạy. Ok, let's go. Easy. Game là dễ các bạn ơi. Ba cái đồ quỷ này không phải làm khó được anh đâu. Mặn tôi cười, mặn tôi cơm hoài vậy. Các bạn ăn cơm chưa? Ngay bây giờ các bạn hãy bình luận phía dưới cho mình biết là hiện tại các bạn đang xem livestream này, các bạn đã ăn cơm chưa? Ê, mình ăn cơm rồi nha bạn nha. Ê, mình ăn bát cơm. Ok. Ôi, 22 rồi kìa. Mình vô nữa là 23. Rồi, ok, 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 ok. Còn hai cái nữa thôi, mấy thanh niên nào giữ hai cái nữa để vô đi chứ còn gì nữa trời. Không có anh cho ăn ba tô cơm bây giờ. Anh dây ẩu rồi. Em chưa ăn nha anh. Wait a minute. Em chưa ăn cơm hả? Vậy thì em ăn liền đi. Ok. Green bắt anh dây ăn ba tô cơm mà. Anh mới ăn, ăn hoài. Ok, Blue đây nè. Ủa vậy còn đèn ở đâu? Mình nghĩ là đèn là còn một bạn fan nào đó giữ nha. Thanh niên nào giữ hãy mang ra đây đi nào. Hãy mang về cái chỗ kia gắn vô đi nào. Thanh niên. Ê kìa kìa, bên đây bên đây bên đây bên đây bên đây. Mình thấy con cái bên đây rồi. Một cái bên đây với một cái trên cầu nha các bạn nha. Let's go. Go 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 go. Let's go guys. Này dưới đây nè, anh Niên ơi, dưới đây nè anh Niên ơi. Theo anh Niên ơi, dưới đây nè, đó nó nằm dưới đây ai biết. Ủa. Khoan. Cái đó là nó sẽ nằm ở trong đây mới đúng. Ồ. Nó nằm ở bên trong tường này hả? Bên trong tường này là hình như là chỗ của con purple. Có màu tím. Ui, lắm. Ui, 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 bất giỡn, bất giỡn, ông bất cơm. Ok, còn cái nào nữa không? Hình như hết rồi các bạn ơi. Hình như trên cầu của bạn nào lấy thì phải á. Vậy thì easy game rồi, chứ có gì đâu. Trên cầu ai lấy giờ? Ok, đủ rồi, 24 rồi các bạn, mình là 25 nha. Let's go guys. Win. Đấy, game là dễ. Anh đọc tên em á, chào bạn Huỳnh Công Danh nha. Chào bạn Ngân Lê nha, Ngân ơi làm gì ăn ba tô cơm vậy Ngân Lê. Anh không có fan Messi nha bạn Bình nha, bạn Bình thích Bảo Hân nha, anh không fan Messi nha, Bình thích Bảo Hân nha. Có một cái game Skibidi Toilet sắp ra rồi đó anh hả? Cái game chính của cái anh Da Phu đúng không? Anh bình luận đúng hay không? Bình luận đúng hay bình luận cho anh biết nha. Hồi anh trốn trước đây. À, thấy anh không, thấy anh không? À, hello mấy cưng. Thôi skip đi mấy anh em ơi. Nghe này làm gì anh nghe rồi. Skip đi, skip đi, skip đi, skip đi, skip đi, skip đi, skip giùm đi. Ok, cái này sẽ tông vô cửa thôi chứ có gì đâu. Anh làm thử thách ăn ba tô. Gì vậy Hải Nguyễn, em nói kìa Hải Nguyễn. Em nói vậy chết anh á, em nói vậy chết anh á, công an bắt anh á. Ê, đây có hai bình nè. Vậy nó sẽ cần lụm 15 bình ga nha các bạn nha. Đấy, chưa gì là mình đã lụm được 2 bình rồi nè. 3 bình nè. Ôi ôi ui 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 ali ali ali. Yo 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 ali ali ali. Chạy. Tôi là Spider-Man. 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 Trời ơi, ngay chỗ con màu vàng luôn. Sở hưởng, sở hưởng, sở hưởng, sở hưởng. Vô ngay chỗ con màu vàng luôn mới đau chứ. Ok. Wait a minute. Ui, 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 con blue, 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 blue. Rồi, sao bắt được anh? Bắt hộ. Bắt hộ anh một cái. Anh Jay Gray chơi game hay hơn em. Bạn Bảo TV 6 tuổi. Thấy anh chơi hay không? Chơi hay là nhớ bấm nút like cho anh nha. Nhớ nha bạn, thấy anh chưa hay là bấm nút like cho anh cái nhẹ nha các bạn nha. Easy game đó cái gì đâu. Con Blue nó tính bắt mình các bạn à. Nhưng mà mình thách nó bắt được mình mới lạ. Nó mình là bro mà. Ê, ê. Green. Green đi trên cầu, không sợ.
đi trên cầu rồi phải sợ. Ví dụ đi dưới đây mình còn sợ chứ đi trên cầu game là dễ. Ok, an toàn đúng không anh em? An toàn để anh vô một cái. 11 rồi nè, 11 rồi nè, còn 4 cái nữa thôi mọi người ơi. Cố lên nào các anh em fan của anh. Chúng ta sẽ cùng nhau dẫn nhau thoát khỏi nơi đây. Game là dễ, vừa chơi vừa ngủ còn được. Mất cơm. Này, em chỉ là một cái hộp vô chi thôi nha anh. Anh Blue, em là một cái hộp vô chi, anh đừng bắt em nha. Let's go. Anh Jay chơi thành phố tội phạm đi ạ. À, ok, để mỗi anh chơi nha. Giờ anh đang tập trung đến win này cái hả? Ờ, nhớ có con màu vàng ở dưới đây. Có con màu vàng ở dưới đây, cẩn thận. Cẩn thận có con màu vàng á. Ủa, còn một bình ga nữa đâu. Còn té. Có con green nó lên, mình phải chạy liền. Bây giờ còn một cái bình ga, còn khoảng chừng 4 cái bình ga nữa mình mới thấy có một cái à. Bên đây. Mở hộp ra đi vô trong phòng cho chắc. Ok các bạn ơi, ngon. Nè, ngoài đây một cái bình ga nè. Mở hộp cho chắc. Let's go. Vô chỗ của con bubble thôi. Trong chỗ con màu tím á, chắc luôn. Mình nghi lắm. Trong chỗ con màu tím nè. Chỉ có trong đây thôi chứ không có đâu hết trơn á. Chỉ có thể là trong chỗ con màu tím mà thôi. Mình sẽ chạy một vòng check in thử. Ok các bạn ơi, easy game, easy game, easy life. Không hề có ai. Hết hồn. Let's go. Game là dễ. Ê, trong đây có không trời? Hình như trong đây thường thường không có gì hết trơn á. Ăn ba chiên cháo. Lâu rồi em mới coi lại anh nè, bạn Ngọc chiếu hình bình luận. Em lâu rồi đúng không? Vì em nhớ đừng có xem chùa nha. Nhưng bấm like cho anh ok không? Ok bấm like liền đi nha. Nhiều anh niên đang coi này, đang coi chùa lắm nè. Coi chùa là ăn bữa cơm ấy. Ok nhớ bạn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều và đã vô buổi livestream của mình nha. Nhưng mà nhớ nút like cho anh Jay nha. Hiện tại là thấy có một cái ở bên ngoài rồi. Ú, 13 rồi. Mình lụm hai cái cuối. Mình lụm hai cái cuối có nghĩa là đủ nha các bạn. Thôi xong. Hên dở lắm, tí nữa chết. Tí nữa mình chết luôn. Wow, hai con cùng ra, nguy hiểm thật sự. Ok. Speedrun. Speedrun. And easy game. Anh Jay đẹp trai. Cái gì đẹp trai khoai toa là cái gì mình. Anh lừa con xanh dương đi hả? Anh lừa nó hoài cái gì? Sao mấy hôm nay anh không reaction rip in ra tập cuối? Mình quên luôn á. Em đã bấm like cho kênh anh rồi nha. Ok, cảm ơn bạn Tuấn Ngọc Nguyễn nha. Bạn ấy cũng đã đăng ký kênh cho mình, cảm ơn em rất nhiều nha. Bạn Tuấn Ngọc Nguyễn nha. Bạn Thanh Gia Phúc Nguyễn bình luận: em chúc kênh anh 100% coi chùa. Em là bên đau quá. Anh Jay yêu chị mua chia. Ai ăn cái gì kỳ em. Em nói vậy chết nè. Ủa anh ơi, con vàng nó có tác dụng gì thế anh hả? Nó sẽ có khả năng là khi mà nó bắt mình vô rồi nó sẽ cầm mình, nó bay lên trời và nó sẽ thả mình về tổ của nó là mới mình chết nha bạn nha. Đọc tên em đi, em like đăng ký kênh. Chào bạn Phong Trương nha, chào em nha. Em là người like thứ 162 nè anh. Cảm ơn bạn Hải Nguyễn nhiều, cảm ơn em rất nhiều nha. Cảm ơn bạn Tây Lâm đã bấm like nha.
Em chưa like có sao không anh? Bạn nghĩa chân bình luận là em đang coi chùa đấy. Em coi chùa là anh buồn lắm nha. Em đăng ký kênh của anh, cảm ơn bạn Lê Thắm đã đăng ký kênh cho mình nha. Ok ok, còn bạn nào đã làm rồi không ta? Ơi từ từ. Hết hồn. Em lỡ đấm vỡ nút like rồi sao giờ bạn Khánh đăng bình luận à? Vậy thì em xứng đáng là fan chân chính nha. Em là fan xi măng cốt thép nha. Hồi đó em xem gần một năm mới nhận ra em chưa sub kênh của anh bạn An Quý Bủ bình luận. Trời ơi, em đúng là ăn bà tật cơm thì các An ơi. Thôi giờ mình đi mình thu thập mấy con Lucky các bạn ơi, để mấy bạn fan mình thu thập tội nghiệp mấy bạn ấy quá. Mình sẽ hỗ trợ mấy bạn ấy nha. Ủa thấy nó bên đây nó lăn, cái con này nó lăn ghê lắm bạn ơi. Để mày, mày trốn anh hả? Sao mày trốn được? Anh là bro gamer mà sao chú trốn? Bên đây có con nào không vậy? Ok. Ok, vô đó đi. Xuống. Bùm. Không hề có ai ở đây, khá an toàn. Có một con ở đây thôi. Ơi ơi. Ơi, đạt 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 đạt. Hay quá. Lượm mấy đạt ơi, đúng rồi, hay quá đạt ơi. Bro quá đạt ơi. Để anh lượm mấy con bên đây cho. Ủa anh Niên kia trốn ở trong đó được luôn hả? What? Ảo vậy? Giờ nó biết trốn được vô trong đó luôn á. Ôi thôi, thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Thôi xong rồi, thôi xong rồi, thôi xong rồi. Lượm. Chạy 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 chạy. Mấy anh Niên nghe lừa giùm nó giùm anh. Cái anh chạy lên đây coi. Ngon ngon ngon. 7 con rồi. Con của mình là con thứ 8 nha các bạn. Let's go baby. Anh ơi, anh thử chết dưới tay con vàng đi. Nghe nói anh ao trình nó. Ao trình nó bằng cách nào em có thể chỉ anh được hay không? Chứ anh không hề ao trình nha. Anh là con nào anh cũng sợ hết trơn á. Hình như là con vàng. Con vàng có cách để thoát khỏi nó các bạn à. Ừ. Đây là cái tổ của nó nè các bạn. Đầu tiên là nó sẽ gấp chúng ta bay lên trời. Và cái tổ của nó ở đâu chúng ta ao trình nó. Hình như là có cách ao trình á. Nhưng mình không có biết thôi. Mình có xem qua nhiều bạn bình luận là có cách để có thể thoát khỏi con màu vàng các bạn à. Trong lúc con yellow bay về tổ, anh có thể nhảy xuống cái phao hơi để thoát. Oh. Anh có nên tin tưởng các bạn fan của anh hay không đây? Được. Anh sẽ thử làm theo yêu cầu của các bạn. Các bạn có đồng ý hay không? Đồng ý thì ngay bây giờ bấm nút like và bình luận chứ ok nha các bạn nha. Mình sẽ thử theo yêu cầu của các bạn luôn. Con màu vàng nó đang ở đây nè. Ở đây. Ăn bát cơm. Bát cơm. Ê con màu vàng cái đây mày. Ok nè, ok nè. Ok là phải bấm like nha. Ok bấm like nha. Rồi 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 rồi. Ăn bát cơm. Ăn bát cơm. Ăn bát cơm à. Rồi bác rồi mày. Trời bác á. Happy. Please don't. No guys. Oh my god, I will die soon guys. 3, 2, 1, let's go. Woohoo. Nè, phải làm game Sigma nè. Tinh 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 tinh. Hay chưa, hay chưa, bà đồ chưa, bà đồ chưa, bà đồ chưa, bà đồ chưa. U đúng luôn bạn, nhảy ở đây được nè. Ghê, Sigma, Sigma. Hợp lý, hợp lý. Ghê, 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 ghê. Thấy bà đồ các bạn, thấy bà đồ, bà đồ. Cho một nút like liền nha các bạn nha. Để đây, để anh hộ tống em Đạt ơi. Để anh hộ tống em cho. Ôi, thôi anh không hộ tống được nữa đâu Đạt ơi. Vừa mới kêu đến hội tống em à. Ê, ăn, 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 chạy đi ăn. Oh no, con màu xanh quýnh thì nó không thể nào chạy được đâu. Cô xanh nướng nó canh tù bạn bạn Đạt luôn kìa. Đạt Winophone em chạy chứ, Đạt Winophone. Tới lượt anh chạy cho Đạt Winophone, hay quá Đạt Winophone ơi. Good job everybody. Rồi qua luôn cái này anh coi rồi. Sao em không thấy anh nói ba tô cơm. Anh ăn cơm rồi, mấy con quái vật trong này chưa ăn cơm nên nó ăn anh đó. Ờ đúng rồi đó, đúng rồi đó. Anh Win làm thêm dáng nữa nha anh. Gì ghê vậy bạn Kinh Đi Tô.
Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi lượm những cái bát đường nha các bạn nha. Mày nữa. Thôi, mình out trình nó rồi, nhưng mà mình không muốn đụng chạm với nó các bạn ơi, mệt mỏi lắm. Một thanh niên bị bắt rồi, thanh niên An. An ơi, An. No. An đi ăn ba tô cơm rồi. Ủa, An nhảy sao mà An chết vậy An? Ui, con blue, con green. Ủa, An chết rồi bạn ơi, chắc An nhảy hụt rồi. Trời ơi, An quý bủ hả? Ai con gì đây? Con Cryon. Oh my god, bro. Nó ghê quá à. Nó đúng ghê luôn á. Nó đúng ghê luôn á, mấy anh em ơi. Nó cười. Ha. Thật là quái cả trưởng. Ok, lụm nhẹ cái bát đường này đi. Ê chị. Ui, nó thấy có người di chuyển. Thôi chết rồi, chạy lẹ đi mấy. Ui, bây giờ mới biết nha. Con này khi mà nó thấy chúng ta di chuyển là nó sẽ phát hiện ra. Con này nó thông minh ghê. Con này thông minh dữ vậy trời. Nó đúng thông minh luôn các bạn. Thôi chết. Sao mà phát hiện được. Tưng, anh là Sigma mà giỡn vậy. Giỡn với Jay Sigma hả? Trong cái phòng này không bao giờ có đồ hết các bạn à. Cái phòng đó là cú lừa gaming đó. Đấy, cứ bật cái hộp vô trong cho chắc. Không hề có gì. Mấy bạn fan mình mới tìm được có một cái túi suga. Bên đây có túi nào không? Không có. Bên đây cũng... Ô, bên đây có con blue. Mình sẽ đi vô chỗ con màu tím coi thử. À, đây. Có mấy túi luôn nè. Một túi nè. Hai túi nè. Ngon. Rồi. Để anh lên bỏ trước cho nha. Bỏ vô thôi anh em ơi. Let's go. Đấy. Bốn bát nữa anh em ơi. Bốn cái nữa thôi. Để anh đi xuống đây anh kiểm tra coi dưới đây có gì không. Dưới đây có gì không anh Yên? Để anh đi qua chỗ con màu tím anh kiểm tra giùm cho. Chỗ con màu tím khá nguy hiểm nha các bạn. Phải tập trung cao độ, nó không là sẽ... Nó không là sẽ ăn ba tô cơm đấy. Ai ơi, ba tô cơm. Chạy. Easy game. Con màu vàng. Độc lẹ quá. Anh kết bạn với em đi. Cái bạn ở đâu bạn Hồng ơi? Bạn Hồng Trần. Ê, con màu xanh này nó thấy á. Con màu xanh này nó thấy á. Con xanh này nó thông minh lắm á. Vô đi Đạt ơi, lẹ Đạt ơi. Đi Đạt ơi, anh sẽ hộ tống em. Nhanh Đạt ơi, come on Đạt ơi. Đấy. Còn hai cái nữa. Ok. Còn hai cái nữa ở đâu? Ở đây có một cái nè. Ở đây có một cái rồi. Ủa 8 rồi kìa. Đủ luôn, full. Easy. Game là dễ. Đâu phải em đâu anh. An quý bủ. Ủa mấy em hả? Không phải em, sao tên giống nhau vậy? Bực hack lên đi anh ơi. Anh là hack đây. Anh là Sigma, anh là Giga Chat đây, ok. Rồi vô nào, ông già dẫn tôi vô, ông già, vô lẹ. Ôi, hiện tại là chúng ta chỉ còn có 3 người thôi. Ai biết chạy cái này không hả? Anh biết rồi, để anh đi đầu vô, để anh đi đầu vô, anh là Sigma nè. Ừ, để anh đi đầu vô. Ủa, có đường còn đúng có 3 người các bạn. Mới vừa vô game là có 11 người, nhưng bây giờ chỉ còn có 3 người mà thôi. Sigma. Do you trust this player? Thôi mỗi người một cái đi em ơi. Mỗi người một cái đi chứ. Sigma mà đi chung. Con trai mà đi chung là hành xét. Ok. Anh ơi, có người fake anh đó anh Jay. Wait a minute, ai vậy có thể nói cho anh biết được không? Ok, lẹ đi, tôi quẩy cho, lẹ đi.
tôi thể hiện nè. Vậy nè, có khi là ăn 3 tô cơm, ăn 4 tô cơm, ăn 5 tô cơm đấy. Rồi rồi rồi, con sai anh nè. Hello bro. Let's go. Woohoo. Go 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 go. Quẹo 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 quẹo. Tạm biệt nha. Ui giời ơi, ôi đẹp quá. Let's go. Đẹp vãi cái trướng. Wow, so beautiful. Woohoo. Quá là phê. Lava 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 lava. Game này dễ. Ôi sao con kia, hai mấy con kia đi nhanh dữ vậy trời. Ui ôi phê quá, phê quá. Cái gì thứ nhất phê quá các bạn ơi. Cái gì là mình đang trải nghiệm cái này thiệt sự luôn á. Quá là đã. Wow. Let's go baby. Oh my god, really my friend. Woo. Ăn bánh tư cơm. Oh my god bro. Ok 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 ok. Bên phải, bên phải, bên phải, bên phải. Đứng, 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 đứng chọn nhiều bên phải đó. Trời ơi. Phê quá anh ơi á. Trời bao phê luôn bạn. Let's go. Đẹp không, đẹp không, đẹp không, đẹp không. Quá đẹp chứ con gì đó. Ơi bên trái, bên trái, bên trái, bên trái, bên trái. Mày sao, mày sao, mày sao. Cái con vàng đó nó gần đụng chúng ta luôn á. Diamond, so good. Bên phải, bên phải, bên phải, bên phải, bên phải. Bye bye. Xuống thùng rác luôn. Let's go. Woo. Easy game. Đến lúc tàu lượng siêu lõ. Ok, đi nào, đi nào, đi nào. Khỏi đây nào các anh em ơi. Run, 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 run. Nhanh đi, nhanh đi, nhanh đi. Úi dồi ôi, úi dồi ơi. Di ơi, chạy lẹ. Di không béo, chạy lẹ. Chạy lẹ, Di. Chạy lẹ lên. Oh my god, bro. Come on, bro. Chết bạn Di rồi, bạn đi chậm quá à. Chết bạn rồi. Có gì anh sẽ hy sinh cho em. Vô đây anh, có gì anh sẽ hy sinh cho em. Vô lẽ đây, có gì anh sẽ hy sinh cho em. À, đi ngược đường. Oh my god. Em chạy đây, có gì anh sẽ hy sinh cho em. Ok 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 ok, chúng mình sẽ khỏi đây hết nào anh em ơi. Ăn một tô cơm. Let's go. Nice. Oh. Saiyan lỏ. Gương mặt của Sigma. Giga chat đó anh. What? Mặt Sigma à anh, đúng rồi nha. Không, mặt đó là mặt của Giga Chat nha mày nha. Mặt Sigma là vậy nè. Còn mặt Giga Chat là vậy nè. Siglo. Ok, easy game, thấy không? Thấy không? Chúng ta là hoàn thành cái thử thách này một cách rất là easy. Oh my god, really bro. Oh my god, đông dữ. Đông dữ, đông dữ. Cho anh vô chơi ké với. Đông dữ, trời, cho mày đúng đông luôn. Hello các anh em nha, hello các anh em nha. Trong trong server VIP của mình đúng đông luôn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều đến buổi livestream của mình nha. Anh em nào mà đến bấm nút like nha. Quá phê, tiếp đi anh ơi. Ồ, tiếp rồi bấm like nhanh nha. Đầu game đến giờ chưa được đọc tên, chào bạn Smiler nha. Quá phê, quá phê. Jay Weebu lỏ. Ai kêu tôi Jay Weebu lỏ vậy? Khứa nào vậy? Khứa Nguyễn Gia nha. Anh không phải là Weebu lỏ nha. Anh là Weebu Amateur. Ok. Anh xô phòng của anh đi hả? Ok, phòng anh hơi nhiều tô cơm nha. Ai để đợi xíu anh lấy tô cơm anh ăn coi. Ai đây là tô cơm nha bạn, hiện tại là chỉ có một tô cơm thôi. Đấy, còn hai tô cơm nữa, lát ăn sau nha bạn nha. Này, đấy, giờ anh sẽ ăn cơm nha bạn. Ok. ăn một tô cơm man. Anh em, ngay bây giờ anh em hãy bấm nút like cho anh Jay, để anh Jay có tiền mua thêm hai tô cơm mới nào các bạn. Bây giờ mới có một tô cơm mà hết cơm mấy bạn à. Đấy, khổ giờ, quá khổ luôn, có cơm mà ăn nè.
U có vẻ như server đông quá hay sao á, lát không nổi luôn. Ok, này là thường thường là đang bị đông. Anh đang chơi server thường mà. Ủa vậy hả? Ủa vậy hả? Rồi vô lộn server thường luôn. Rồi thôi lỡ vô các bạn ơi, chấp nhận thôi. Sao giờ anh lỡ vô server thường các bạn à, thông cảm với anh Jay nha. Anh ơi, anh reaction Minecraft đi anh hả? Gì recon MC recon là gì? Anh ơi, họ tên của anh là gì vậy anh Jay hả? Anh tên thật là Đinh Hoàng Thanh nha các bạn nha. Em là G không béo Win ké bạn Phương Vi 51. Ủa? Em là con gái hả? Con gái mà cũng coi ăn bát tô cơm nữa. Ơi, server này nó bị gì hả bạn ơi? Server này có mình vô trong đây à, mình đang bị nhốt tù các bạn à, cứu. Mình đang bị nhốt tù rồi. Trời ơi, cay thật cả chứ. Thôi. Đang bị nhốt tù rồi, không chơi. Chơi khác. Đang bị nhốt tù giờ chúng ta chuyển qua một cái game gì đó cũng Rainbow Friend phà kè, mình chơi thử coi. Rainbow Friend. Mình sẽ chơi thử một game Rainbow Friend phà kè nha mấy nha. Để coi game nào nhiều người chơi nhất mình sẽ vô chơi. Oh, Rainbow Friend mod. Chúng ta sẽ biến thành những con quái vật. Oh, let's go guys. Ui, ngon. Weebu mãi đỉnh J Weebu. Wait a minute bro. Anh không có Weebu nha. Anh không Weebu à. Con gì đây? Rainbow Friend phiên bản mấy màu. Wow, trời ghê ấy. Đỉnh thiệt. New Yellow update trong vòng 5 phút nữa. Wow, let's go. Drone player. Gì đây? Cái thảm bay. Cái này là gì? Cái này là X-ray. Cái này là wheel. Cái này là cái gì? Cái này là để mặt vô hả? Wait a minute. Ủa, cái xe này quen quen. Cái xe này quen quen. Trời ơi, lái xe mà cần 299 robot. Trời ơi, cú lượng. Cái gì ấy, Obilabot nữa. Mấy game này nó dụ chúng ta nạp robot các bạn ơi. Mấy game này nó dụ ghê lắm á. Ok, bây giờ mình có thể biến hình thành con nào được không? Mình nghĩ là bây giờ chúng ta phải còn ở trong đây để có thể biến hình các bạn à. Đi nào, let's go. Nào, để coi chúng ta sẽ biến hình thành con gì nha. Hello ông già nha. Xin chào ông già nha. Cái này là cái gì á? Drink để uống cái gì đó. Để bay. Cái này là để scan. Ok. X-ray. Ui nhưng mà làm sao để có thể biến hình đây? Không biết luôn. Ui những cái hộp này nó ở Bình Dương sao mở bự chưa? Wait a minute. Ui. Ui nó biến mất luôn kìa. Ê, tôi cũng muốn biến hình quá à. Ai chỉ tôi cách biến hình đi thôi. Ai chỉ tôi cách biến hình ơi. Ai chỉ tôi cách biến hình. À, đây này nè. Hình như bên đây nè. Ê, bro. Làm sao để biến hình các bạn? Hãy bình luận cho mình biết nha. Anh chơi game gì vậy? Anh chơi game Rainbow Friend phiên bản biến hình nha các bạn. Quay mình hình làm sao để có thể biến hình vậy? Đây nó có ghi nè. Hình như chúng ta sẽ phải đi tìm những cái cơ thể của tụi nó. Anh đi tìm á. Trong lúc mình chuẩn bị đi tìm thì server nó reset các bạn à. Wait a minute. Giỡn hoài. Thời ơi là thời. Lúc mình chuẩn bị vô chơi cái reset server lần sau vậy thời. Ảo thiệt. Ok thôi chơi game khác. Để coi. Ây. Cái này có tới 2.500 người chơi dữ vậy. Roleplay hả? Để mình vô cho thử coi. Cái này là cũng ấy rồi bạn ơi. Cái này nó cũng là Rainbow Friend nha bạn. Ơi tính ra là J Gray RB cũng giống như là J Gray Rainbow Friend các bạn à. Anh ơi anh ăn 3 tô cơm đi. Anh mới ăn một tô cơm xong nè, hết cơm rồi. Anh em bấm nút like cho anh J. Anh J có động lực anh xoay xuống với thêm 3 tô cơm. À 2 tô cơm nó ăn thành 3 tô cơm nha. Ê, có người ta cảm ơn cái người đã chơi game này. Xong cảm ơn mình đi mình mới chơi nè. Ủa? Cái này là chapter 1 mà. Tôi muốn chơi chapter 2. Tôi muốn chơi phần 2. Anh ơi đọc comment em được không? Em đã like và sub rồi anh Jay. Đẹp trai quá. Chào bạn Quế Nguyễn nha. Quế Nguyễn đúng không? Block đi. Block lại gì?
Ủa mày này, mình nghe cái tiếng gì ảo quá các bạn ơi. Ủa nó không có chấp tay chu hả? Nó chỉ có chấp tay quan hả? Ủa cú lửa. Cái này là cú lửa bạn ơi. The Van Monster là con màu tím. Quay mày này tôi chứ mất. Ủa lần sao tại? Ủa lần sao? Ủa lần sao mới đụng nhẹn cái chết luôn hả? Mới đụng nhẹn cái chết mất tiêu. Ảo thiệt. Block là bóp block fruit đó anh. Ú nè quá phần 2 nè. Block fruit. Wow. Wow, mình được làm con màu vàng rồi. Cái gì đây? Zoom scare. Woohoo. Gay. Ủa rồi sao? Rom. Ok, nói chung là mấy cái là mấy hù này kia các bạn, hù dọa đồ các kiểu á. Nhưng bây giờ mình muốn bay. Let's go. Bay lên trời nào. Mày trực thăng. Ê mày có thể tắt nhạc được không chứ nhạc là dở quá. Bây giờ mình đi đâu này? Không biết được luôn. Hết chiêu rồi, có mấy chiêu à? Cái này nó có mấy chiêu à? Đúng mấy chiêu luôn. Này nó không mở cho mình ta. Nè chapter 1, chapter 2 nè. Này vô hôm nay lụm thêm con màu Saiyan coi. Let's go. Cho tôi. À, hình như bây giờ mình phải không bay nữa thì mình mới được. Em ấn nút like rồi, có nên nhả ra không anh? Cảm ơn bạn Tuấn Kiệt nha, không nhả ra nha em nha. Thôi được rồi các bạn ơi, ngày hôm nay mình nghĩ là mình sẽ kết thúc buổi livestream của mình tại đây thôi các bạn à. Mình cảm ơn các bạn đã xem buổi livestream của mình ngày hôm nay rất là nhiều nha các bạn. Đã bây giờ đã phải tới lúc anh đi ăn thêm 2 tô cơm còn lại rồi các bạn. Ok các bạn ơi, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều vì ngày hôm nay đến với buổi livestream của mình nha. Những bạn nào hiện tại đang còn trong buổi livestream mình nhớ bấm nút like ủng hộ cho mình nha các bạn. Mai mốt mình sẽ sớm quay trở lại livestream tiếp cho bạn coi, đồng ý hay không? Đồng ý thì phải bấm like nha. Sau buổi livestream này mà được nhiều like, mình hứa là mai mốt mình lại quay trở lại livestream nữa cho các bạn coi nha. Còn bây giờ thì mới đi ăn tô cơm nữa rồi, nó bụng quá. Bye bye các bạn, chúc bạn một buổi tối tốt lành và ngủ thật là ngon nha các bạn nha. Bye bye. Anh em đâu có nghe mình nói gì đâu. Đố anh em mình vừa mới nói cái câu gì luôn. Anh em mà biết mình nói câu gì hãy bình luận ở trên chat nha các bạn nha. Back, 'cause I won't be there.